Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 24. Ba-la-am thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng ban phước cho Israel thì không cậy đến phù chú như những lần khác. Nhưng người xây mạc về hướng đồng vắng, nhướng mắt lên thấy Israel đóng trại từng chi phái. Và thần Đức Chúa Trời cảm động người, bèn nói lời ca mình mà rằng: lời ca của Ba-la-am con trai Bê-ô, lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, xem sự hiện thấy của Đấng Toàn Năng, sấp mình xuống và mắt mở ra. Hỡi Gia-cốp, trại ngươi tốt dường bao, hỡi Israel, nhà tạm ngươi đẹp biết mấy. Nó trương ra như trũng núi, khác nào cánh vườn ở nơi mé sông, tợ cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước. Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, hột giống của người nhuần tưới dư dật. Vua người sẽ trỗi cao hơn A-gác, nước người được cao lên. Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ai Cập, người có sức mạnh như bò rừng, sẽ nuốt các nước, tức kẻ thù nghịch mình, bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên mình. Người sụm xuống nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái. Ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Bây giờ Ba-lát nổi giận cùng Ba-la-am, vỗ tay mà nói cùng Ba-la-am rằng: ta đã thỉnh ngươi đặng rủa sả kẻ thù nghịch ta, này ngươi lại chúc phước cho chúng nó đã ba lần rồi. Vậy bây giờ khá chạy trở về xứ ngươi. Ta đã nói ta sẽ tôn ngươi vinh hiển, nhưng này Đức Giê-hô-va đã cản ngươi nhận lãnh. Ba-la-am đáp cùng Ba-lát rằng: tôi há chẳng có nói cùng các sứ giả vua đã sai đến tôi rằng: dầu Ba-lát cho tôi nhà người đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng được vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy. Tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán. Này, bây giờ tôi trở cùng dân tôi. Hãy lại, tôi sẽ cáo cho vua biết điều dân này ngày sau cùng sẽ làm cho dân sự vua. Người bèn nói lời ca mình mà rằng: lời ca của Ba-la-am con trai của Bê-ô, lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, biết sự tri thức của Đấng Chí Cao, xem sự hiện thấy của Đấng Toàn Năng, sấp mình xuống mà mắt tự mở ra. Tôi thấy người, nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi xem người, nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Israel. Người sẽ đâm lũng Mô-áp từ đầu này tới đầu kia, hủy diệt dân hay giấy giặc này. Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp, sẽ được Sê-i-rơ là kẻ thù nghịch mình làm sản nghiệp. Israel sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình. Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, người sẽ diệt những dân sót của thành. Ba-la-am cũng thấy A-ma-lét, bèn nói lời ca mình rằng: A-ma-lét đứng đầu các nước, nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong. Kế đó Ba-la-am thấy người Kê-nít, bèn nói lời ca mình rằng: chỗ ở ngươi là bền vững, ổ ngươi đóng trong hòn đá, nhưng Ca-in sẽ bị hư nát cho đến khi A-su-rơ bắt dẫn tù ngươi. Người còn nói lời ca mình rằng: ôi, khi Đức Chúa Trời đã làm các điều này, ai sẽ còn sống? Nhưng sẽ có những tàu từ gành kít tim đến, hà khắc A-su, hà khắc Hê-be, rồi chính người cũng sẽ bị tuyệt diệt. Đoạn, Ba-la-am đứng dậy đi về bản xứ, Ba-lát cũng lên đường. Chương 25. Dân Israel ở tại Si-tim khởi thông dâm cùng những con gái Mô-áp. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cúng thờ thần Ba-anh-phê-ô. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel.
Vậy Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng: mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba-anh-phê-ô. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Israel, đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc. Phi-ne-a, con trai Eleasa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, thấy sự này, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ. Tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại. Vả có 24.000 người chết về tai vạ này. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Phi-ne-a, con trai Eleasa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà ta thúc giục lòng người. Vậy ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tà của ta. Bởi cớ đó, hãy cáo cùng người rằng: ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy về phần người và dòng dõi người, sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời. Bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội cho dân Israel. Vả người Israel bị giết chung với người nữ Madian tên là Simri, con trai Shalu, quan trưởng của một tông tộc người Simeon. Tên người nữ Madian bị giết là Cốt-bi, con gái Su-rơ, đầu trưởng của một tông tộc Madian. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy khuấy rối người Madian và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Phê-ô và trong việc của Cốt-bi, con gái quan trưởng Madian, là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạ vì cớ việc cúng thờ Phê-ô. Chương 26. Sải sau tai vạ này, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và Eleasa con trai A-rôn thầy tế lễ mà rằng: hãy dựng sổ cả hội chúng Israel từ 20 tuổi sắp lên tùy theo tông tộc của họ, tức là hết thảy người trong Israel đi ra trận được. Vậy Môi-se và Eleasa thầy tế lễ nói cùng dân Israel trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô mà rằng: hãy tu bộ dân sự từ 20 tuổi sắp lên như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và dân Israel mà đã ra khỏi xứ Ai Cập. Ru-ben, con trưởng nam của Israel, con trai Ru-ben là Hê-nóc, do nơi người sinh ra họ Hê-nóc, do nơi Pha-lu sinh họ Pha-lu, do nơi Hết-rôn sinh họ Hết-rôn, do nơi Cạc-mi sinh ra họ Cạc-mi. Đó là các họ của Ru-ben và những tên người mà người ta tu bộ, cộng được 43.730. Con trai Pha-lu là Eliab. Các con trai của Eliab là Nemuel, Đa-thang và Abiram. Ấy là Đa-thang và Abiram này, trưởng của hội chúng giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn tại phe đảng Cô-rê khi họ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va. Ấy khi đất hả miệng ra nuốt hai người và Cô-rê cùng những kẻ đã hiệp đảng chết luôn, lúc lửa thiêu nuốt 250 người, họ làm gương như vậy. Nhưng các con trai Cô-rê không chết. Các con trai Simeon tùy theo họ hàng mình, do nơi Nemuel sinh ra họ Nemuel, do nơi Yamin sinh ra họ Yamin, do nơi Yakin sinh ra họ Yakin, do nơi Serat sinh ra họ Serat, do nơi Sao-lơ sinh ra họ Sao-lơ. Đó là các họ của Simeon, số là 22.200 người. Các con trai của Gác tùy theo họ hàng mình, do nơi Sê-phôn sinh ra họ Sê-phôn, do nơi Ha-gi sinh ra họ Ha-gi, do nơi Su-ni sinh ra họ Su-ni, do nơi Ốc-ni sinh ra họ Ốc-ni, do nơi Ê-ri sinh ra họ Ê-ri, do nơi A-rốt sinh ra họ A-rốt, do nơi A-rê-li sinh ra họ A-rê-li. Đó là các họ của những con trai Gác tùy theo tu bộ, số là 40.500 người. Các con trai Giu-đa, Ê-rơ và Ô-nan,
nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại xứ Canaan. Các con trai Giu-đa tùy theo họ hàng mình: Yone-shê-la sinh ra họ Shê-la, Yone-phê-rết sinh ra họ Phê-rết, Yone-xê-rát sinh ra họ Xê-rát. Các con trai của Pha-rết: Yone-hết-rôn sinh ra họ Hết-rôn, Yone-ha-mun sinh ra họ Ha-mun. Đó là các họ của Giu-đa tùy theo tu bộ, số là 76.500 người. Các con trai Isaka tùy theo họ hàng mình: Yone-thô-la sinh ra họ Thô-la, Yone-phu-va sinh ra họ Phu-va, Yone-gia-súp sinh ra họ Gia-súp, Yone-shim-rôn sinh ra họ Shim-rôn. Đó là các họ Isaka tùy theo tu bộ, số là 64.300 người. Các con trai Sa-bu-lôn tùy theo họ hàng mình: Yone-sê-rết sinh ra họ Sê-rết, Yone-ê-lôn sinh ra họ Ê-lôn, Yone-gia-lê-ên sinh ra họ Gia-lê-ên. Đó là các họ của Sa-bu-lôn tùy theo tu bộ, số là 60.500 người. Các con trai Joseph tùy theo họ hàng mình là Manashe và Ephraim. Các con trai Manashe: Yone-maki sinh ra họ Maki, Maki sinh Gala-át, Yone-gala-át sinh ra họ Gala-át. Này là các con trai Gala-át: Yone-yê-se sinh ra họ Yê-se, Yone-hê-lét sinh ra họ Hê-lét, Yone-át-ri-ên sinh ra họ Át-ri-ên, Yone-si-chem sinh ra họ Si-chem, Yone-sê-mi-đa sinh ra họ Sê-mi-đa, Yone-hê-phe sinh ra họ Hê-phe. Và Sê-lô-phát, con trai Hê-phe không có con trai nhưng có con gái. Tên các con gái Sê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa. Đó là các họ Manashe tùy theo tu bộ, số là 52.700 người. Này là các con trai Ê-phra-im tùy theo họ hàng mình: Yone-su-thê-lách sinh ra họ Su-thê-lách, Yone-bê-ke sinh ra họ Bê-ke, Yone-tha-chang sinh ra họ Tha-chang. Này là con trai của Su-thê-lách: Yone-ê-rang sinh ra họ Ê-rang. Đó là họ của các con trai Ê-phra-im tùy theo tu bộ, số là 32.500 người. Ấy là các con trai Joseph tùy theo họ hàng mình vậy. Các con trai Benjamin tùy theo họ hàng mình: Yone-bê-la sinh ra họ Bê-la, Yone-ách-bên sinh ra họ Ách-bên, Yone-a-chi-ram sinh ra họ A-chi-ram, Yone-sê-phu-pham sinh ra họ Sê-phu-pham, Yone-hu-pham sinh ra họ Hu-pham. Các con trai Bê-la là A-rết và Na-a-man. Yone-a-rết sinh ra họ A-rết, Yone-na-a-man sinh ra họ Na-a-man. Đó là các con trai Benjamin tùy theo họ hàng và tùy theo tu bộ, số là 45.600 người. Này là các con trai của Đan tùy theo họ hàng mình: Yone-su-cham sinh ra họ Su-cham. Đó là họ của Đan. Họ Su-cham tùy theo tu bộ, số là 64.400 người. Các con trai A-xe tùy theo họ hàng mình: Yone-yi-ma sinh ra họ Yi-ma, Yone-yít-vi sinh ra họ Yít-vi, Yone-bê-ri-a sinh ra họ Bê-ri-a. Các con trai Bê-ri-a: Yone-hê-bê sinh ra họ Hê-bê, Yone-man-ki-ên sinh ra họ Man-ki-ên. Tên của con gái A-xe là Sê-rách. Đó là những họ của các con trai A-xe tùy theo tu bộ, số là 53.400 người. Các con trai Nephtali tùy theo họ hàng mình: Yone-yác-sê-ên sinh ra họ Yác-sê-ên, Yone-guni sinh ra họ Guni, Yone-yít-xê sinh ra họ Yít-xê, Yone-si-lem sinh ra họ Si-lem. Đó là các họ của Nephtali tùy theo họ hàng và tu bộ mình, số là 45.400 người. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ lại, số là 601.730 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: phải tùy theo số các danh mà chia xứ ra cho những người này làm sản nghiệp. Chi phái nào số dân đông thì ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, chi phái nào số dân ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn, tức là phải cho mỗi chi phái sản nghiệp mình cân phân cùng số tu bộ.
nhưng phải bắt thăm mà chia xứ ra. Dân Israel sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của các chi phái tổ tông, phải tùy sự bắt thăm mà chia sản nghiệp ra cho mỗi chi phái, hoặc số dân đông hay ít. Này là người Lê-vi mà người ta tu bộ lại tùy theo họ hàng mình. Do nơi Gẹt-sôn sinh ra họ Gẹt-sôn, do nơi Kê-hát sinh ra họ Kê-hát, do nơi Mê-ra-ri sinh ra họ Mê-ra-ri. Này là các họ Lê-vi: họ Líp-ni, họ Hép-rôn, họ Mách-li, họ Mu-si, họ Cô-rê. Và Kê-hát sinh Am-ram. Tên vợ Am-ram là Dô-kê-bết, con gái của Lê-vi, sinh trong xứ Ai Cập. Nàng sinh cho Am-ram A-rôn, Mô-xê và chị của hai người là Miriam. Còn A-rôn sinh Na-đáp và A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Những nam đinh mà người ta tu bộ từ một tháng sắp lên cộng được 23.000. Vì người Lê-vi không được kể vào số tu bộ của dân Israel, bởi người Lê-vi không được phần sản nghiệp giữa dân Israel. Đó là sự tu bộ mà Môi-se và Ê-li-a-sa thầy tế lễ làm về dân Israel trong đồng bằng Mô-áp gần Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Trong các người này, không có một ai thuộc về bọn mà Môi-se và A-rôn thầy tế lễ đã kiểm soát khi hai người tu bộ dân Israel tại đồng vắng Sinai. Vì Đức Giê-hô-va có phán về bọn đó rằng chúng nó hẳn sẽ chết trong đồng vắng. Vậy chẳng còn lại một tên trừ ra Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun. Thi Thiên 51. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Giê-ru-sa-lem. Bây giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dâng trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Chương 27. Lúc Sê-đê-kia,
con trai Josia vua Juda bắt đầu trị vì. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy: Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, ngươi khá làm lấy xiềng và ách cho mình rồi để trên cổ ngươi. Đoạn hãy gửi cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua của con cái Am-môn, vua Ti-rơ và vua Si-đôn, bởi tay các sứ thần đến thành Giê-ru-sa-lem chầu Sê-đê-kia vua Giu-đa. Khá dặn họ tâu cùng chủ mình rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: các ngươi hãy tâu cùng chủ mình rằng, chính ta là đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay giang ra của ta. Ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải. Bây giờ, ta đã phó mọi đất này trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon, đầy tớ ta. Ta cũng ban cho những thú vật ngoài đồng cho người, đặng giúp việc người nữa. Mọi nước sẽ phải phục người, con người, cháu người, cho đến chừng nào phiên của nước nó cũng đến. Bây giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ bắt nó phục. Nếu dân nào nước nào không hầu việc người, tức Nebuchadnezzar vua Babylon, và không trồng cổ mình vào ách của vua Babylon, thì Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ dùng gươm dao đói kém dịch lệ mà phạt dân ấy, cho đến chừng nào ta đã diệt chúng nó đi bởi tay vua Nebuchadnezzar. Ấy vậy, chớ nghe những tiên tri, thầy bói, kẻ bàn mộng, thầy thiên văn, thầy phù phép của các ngươi. Chúng nó nói với các ngươi rằng, các ngươi sẽ chẳng phục sự vua Babylon đâu. Vì ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối, đặng cho các ngươi bị dời xa khỏi đất mình, hầu cho ta đuổi các ngươi ra và các ngươi bị diệt mất. Nhưng dân nào sẽ đặt cổ mình dưới ách vua Babylon và phục sự vua ấy, thì Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho nó cứ ở trong xứ mình, đặng cày cấy và ở đó. Ta theo mọi lời đó mà nói với Sê-đê-kia vua Giu-đa rằng, hãy đặt cổ mình dưới ách của vua Babylon, hãy phục sự người và dân người nữa thì các ngươi được sống. Cớ sao vua cùng dân mình liều chết bởi gươm dao, đói kém dịch lệ, như Đức Giê-hô-va đã phán về nước nào chẳng phục sự vua Babylon? Vậy, chớ nghe những lời của bọn tiên tri nói rằng, các ngươi sẽ chẳng phục sự vua Babylon. Ấy là sự giả dối mà những kẻ đó nói tiên tri cho các ngươi vậy. Đức Giê-hô-va phán, ta chẳng hề sai chúng nó, nhưng chúng nó nói tiên tri giả dối nhân danh ta, hầu cho ta đuổi các ngươi và các ngươi bị diệt mất, nghĩa là các ngươi với các tiên tri đã nói tiên tri cho các ngươi. Ta cũng nói với các thầy tế lễ và cả dân sự rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, chớ nghe những lời của bọn tiên tri các ngươi, nói tiên tri với các ngươi rằng, này, những khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va không bao lâu nữa sẽ từ nước Babylon lại đem về. Ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối với các ngươi, đừng nghe chúng nó. Hãy phục sự vua Babylon thì được sống. Sao để thành này biến nên hoang vu? Song, ví bằng chúng nó thật là tiên tri và lời Đức Giê-hô-va ở cùng chúng nó, thì nay hãy cầu thay nơi Đức Giê-hô-va vạn quân, để cho những khí mạnh sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem khỏi sang qua nước Babylon. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy về các cột, biển, các đế tảng và những khí mạnh sót lại trong thành này, tức những đồ mà Nebuchadnezzar vua Babylon chưa khuân đi khi người bắt Jeconia, con trai Jehoiakim vua Giu-đa, cùng các kẻ cả trong nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem từ thành Giê-ru-sa-lem điệu về nước Babylon làm phu tù. Phải, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy về các khí mạnh sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Những đồ ấy sẽ bị đem qua Babylon và để lại ở đó cho đến ngày ta thăm viếng chúng nó. Bây giờ ta sẽ đem những đồ ấy trở về lại để trong chỗ này. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài.
Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.